đây các bạn, đang các bạn ăn cũng nhiều nha các bạn. Rồi đây bọn mình các bạn, chào các bạn, có chào bạn của mình, chào bạn coi có đồ của bọn mình đây. Đây hôm nay mình nấu uống riêu nha các bạn, còn có riêu nè, cái cua nè, cái này là chả nè, cao nè, hẹ nè, nó thơm nè, hành nè, bún nè, đây nước lèo, gồm có chả cá nè các bạn, chả cá thu nè nha các bạn, huyết có cà chua nữa nè các bạn. Chút xíu mua nè, mình sẽ múc cho mình mời các bạn ăn cùng với mình nha các bạn. Đã các bạn ơi, hôm nay mình tuyệt vời tuyệt vời. Đây uống riêu của mình nha các bạn, đó quá đã. Đây tôi uống riêu nha các bạn. Bây giờ có hai người ăn trước, hai người mình với Phì ăn trước thôi các bạn ơi. Nha, tối nay có mày ăn Phì, mình với Phì, có mày mình trước đi. Thì đấy đi, gọi như cặp chứ. Đây gạo nè các bạn, đó quá đã các bạn ơi. Cua nè các bạn. Chào các bạn, các bạn mời các bạn bánh nguyên cua. Đó em có nước mắm hay gì chấm Phì, mày làm nước mắm chua chua gì đó. Đây nha các bạn, đó cũng nhiều của hai anh em mình nè, mình ăn luôn các bạn ơi. Ớt chua nhà làm nha các bạn. Ớt nè, kẹo ớt chua nhà làm. Gì được không? Tắt không? Rồi rồi rồi.
đây nằm yên tĩnh luôn nha các bạn. Muốn bước vào cơm có ăn cơm thịt đó. Ông giận rồi nó nở quá. Chào tạm biệt anh. Chào tạm biệt các bạn ơi. Vâng. Chào tạm biệt các bạn ơi, các bạn.